Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉ biểu đồ ở trên cái BEWT mà cái dạng biểu đồ như thế này thì mình vẽ như thế nào. Thì mình demo chương trình nhé. Đây mình chạy chương trình lên nè. Này bấm nút Start là nó sẽ vẽ cái biểu đồ lên như thế này. Thì cái code này mình làm ra sao? Thì đầu tiên mình sẽ lấy cái sụt nguồn từ đây. Ví dụ đây là một cái sụt nguồn mình tìm trên mạng về. Một cái sụt nguồn mình tìm trên mạng về thì nó có dạng như thế này. Thì với cái sụt nguồn này, đây nè, là cái sụt nguồn này. Thì với cái sụt nguồn này á thì mình sẽ có một cái dạng code thô như thế này. Mình chạy này lên thì mình đã vẽ được cái biểu đồ như thế này lên trên cái map pilot clip nè. Thì cái này là dạng vẽ trên cái thư viện của người ta. Còn bây giờ mình muốn biến cái của người ta là vẽ từ bên này lên cái BWT thì mình sẽ viết khác một tí. Thì đầu tiên thì mình sẽ import những thư viện cần thiết. Đó, những thư viện cần thiết chưa? Này, chạy cái màn hình loại 2 lên. Màn hình loại 2 là cái giống thế này nè. Đó. Chúc cho các bạn mới ha. Đó, màn hình loại 2 là code như thế này nè. Mình đi sửa duy nhất cái chỗ này thành chữ GUI thôi là nó sẽ chạy lên được cái màn hình ở trên main này. Đó. Thì mình copy trang nó vô thôi. Sửa này thành GUI nè. Còn cái này là mình import từ cái này ra. Đáng lẽ mình nói sao. Đó. Thì đơn giản nó chỉ gồm cái này. Cái đám thư viện này với lại cái đám này nè là chạy lên được. Nè. Thì đầu tiên mình sẽ khai báo cái nút nhấn star 1 click. Thì cái nút này ở đâu ra? Thì mình đầu tiên mình sẽ tạo một cái GUI đơn giản. Thì cái GUI này thì mình tạo như thế này. Này mình lấy cái bài trước rồi không nhỉ? Mình lấy cái này nè. Dục cái nè. Đó. Các bạn thấy nó giống không? Đó này là cái QV box layout nè. Kéo nó bự ra thôi, kéo nó bự ra giống cái dưới nè. Đó. Cho mình đặt tên nó là screen đây. Đó. Các bạn để tên mặc định cũng được, không sao hết. Thì chỉ kéo nó to ra thôi. Rồi cái nút này thì mình lấy cái nút ấn này nè. Đó. Dục vô, nó đổi màu, đổi gì đó, tùy ha. Đổi màu thì vô trong cái này nè. Đó, đổi màu nè. Add color nè, đổi màu nè, đó, kiểu vậy. Thì cái này thì trong cái phần Qt Designer cơ bản mình nó rõ hơn. Đây thì mình chỉ lướt qua thôi. Đây cái nút này mình đặt là cái button star 1 nè. Đó, còn mấy khác thì không quan trọng lắm. Mình đặt cái chữ này là star char thôi. Rồi lưu lại. Nếu bạn nào không rõ thì xem bên dưới cái mình sẽ có cái link nói về cái Qt Designer cơ bản. Các bạn xem trong đó sẽ có hướng dẫn cách tạo GUI từ dễ đến khó luôn ha.
Này mình xem nếu bạn biết hết rồi. Mình khai báo nút ấn sale.uc.star button 1 nè, chấm click, chấm connect, chấm sau cái diagram. Diagram là cái biểu đồ. Còn cái này tính sao? Cái này là dạng gửi dữ liệu đi thôi. Thì để dành một tí nâng cao cho bạn nào muốn gửi dữ liệu từ main qua cái sub á, thì sử dụng cái tính năng này để gửi đi. Rồi sau chạy sau diagram nè, chạy sau diagram lên if sale.uc.screen chính là cái màn hình của chúng ta hồi nãy á. EMT tức là nếu như trên đó chưa có cái biểu đồ nào hết thì cái màn hình đó sẽ add widgets, tức là add cái biểu đồ vô. Cái biểu đồ đó chính là cái class soldier và cái dữ liệu được truyền vô trong cái class đó là cell index nè. Thì để dành cho các bạn nâng cao xíu, cho các bạn nào muốn truyền dữ liệu từ main vô sub á, thì truyền cách này. Rồi thì cái soldier ở đâu ra? Cái soldier này mình sẽ lấy từ cái code handle này ra. Từ cái file code handle nè, mình import cái soldier này ra. Code handle, soldier chính là một cái class. Thì tại sao mới dùng class mà không dùng define? Tại vì mình chèn theo kiểu này. Kiểu này là kiểu thừa hưởng. Kiểu thừa hưởng thì define không có thừa hưởng được. Define chỉ có truyền dữ liệu thôi chứ không có thừa hưởng được. Thành ra là phải dùng class thì nó mới thừa hưởng được. Thì cái figure canvas gì đây nè, thì cái này là thuộc cái dạng thừa hưởng thư viện, thì phải dùng class mới được. Thì cái này lấy ra từ cái thư viện ra thôi, lấy từ thư viện matplotlib nè. Thì trong thư viện này mình lấy ra hai thứ, một là cái này, hai là cái này. Rồi numby này thư viện bình thường thôi. Rồi thì vẫn khai báo giống như những bài trước của mình, thì cũng init cell, init cell tức là đặt cái lát này có tên là cell. Nguyên cái lát này mình đặt tên là cell. Và cái index này chính là cái giá trị mà hồi nãy mình truyền từ đây qua nè. Đây nè. Cái cell index nè. Mình truyền đi một giá trị từ trên main đi có tên là cell index. Thì qua bên này mình lấy cái index này để mình nhận. Mình đặt cái tên khác cũng được, không sao hết. Đây mình nhận nó với cái tên là index. Rồi cell figure cell as bằng cái thư viện này. Đây là cái thuật toán của cái người tạo ra cái thư viện này tạo ra để mà người ta tích hợp trong cái BWT. Chúng ta khai báo y chang vậy luôn. Init khởi tạo cái cell figure nè, dùng để vẽ. Super là dạng thừa hưởng. Super init cell là thừa hưởng của cái thằng quỷ này nè, mà có thêm cái này vô thì nó là tích hợp thằng này vô. Cái thuật toán này do cái người viết ra cái thư viện matplotlib mình tạo ra, thì mình theo y chang vậy thôi. Rồi cell index bằng cái index này. Index trên kia nãy mình truyền xuống cái gì thì ở đây mình lấy cái lấy một cái biến tổng cục ở trong cái lát này mình nhận giá trị đó. Rồi mình in nó ra thôi. Tiếng Anh thì nó gọi là cái này là cái attribute đó. Thì mình sau khi mình nhận được giá trị rồi mình sẽ in ra, in ra với cái tên gọi là index thôi. Các bạn không thích thì dục đi cũng được, sao hết, để gì dễ phân biệt thôi. Thì mình đặt cái tên, cái giá trị mình nhận được là index,
rồi mình in ra cái giá trị mình nhận được đó. Đây, chạy lên nè. À, phải chạy bằng cái main. Main. Star nè. Bạn thấy nó nhận được cái giá trị mình đưa xuống nè. Đó. Thì các bạn có thể gửi tới là một cái list, một cái dictionary hay là một cái gì đó tùy. Một số hoặc một dạng ký tự đó cũng được. Nè. Thì tiếp tục thì này nâng cao một xíu thôi, còn nếu các bạn không cần dục đi cũng được, không sao. Rồi cái pilot.close, pilot chính là cái thư viện BLT, thư viện này nè, nó phải lên list nè. .close là để nó dùng để khử một cái lỗi. Thì cái lỗi này các bạn sẽ thấy khi mà các bạn chạy real time thì bạn sẽ thấy nhiều hơn. Còn trong trường hợp này như nó cũng không cần thiết lắm, tắt đi cũng được. Thôi cứ để đi. Pilot.ion. Này là bật cái thư viện lên, này là tắt thư viện nó đi, này là bật thư viện lên lại để vẽ nè. Cell.loop à, nó chạy cái define loop này lên. Thì cái gì trong cái define loop này chính là cái code của chúng ta này. Đây là cái đám này, thì trên này mình đã import trên này hết trơn rồi đó. Thì dưới này mình chạy cái này, chỉ khác cái mình chỉ copy ba cái dòng này thôi, mình không có dùng cái dòng này đó. Mình copy ba dòng đó thôi, mình không dùng cái dòng này, tại vì cái dòng này là nó sâu ở trên cái thư viện này, còn đây mình sâu trên BWT nên mình dùng cái dòng nó đi. Thứ hai là vẽ bằng cái thư viện này, là dùng cái thư viện này để vẽ ra cái biểu đồ này. Còn ở đây mình dùng cái thư viện đó, nhưng mà cái thư viện đó đã được tích hợp cho trong BWT nên mình phải dùng thêm cái này, cell.ax nè. Đó, cell.ax đây. .pilot rồi vẽ cái này ra. Đó, đơn giản vậy thôi là mình lấy được. Nhớ cái này thuật toán là khai báo y chang nha. Nè, chỉ vậy là mình đã có thể vẽ được rồi. Còn cái này là hai cái lít thôi. Đó, mình đã vẽ được biểu đồ như thế này. Bây giờ nếu các bạn không thích vẽ biểu đồ này, vẽ biểu đồ kiểu từng nhất từng cái thì như thế nào? Thì mình chỉnh lại một tí. Ví dụ mình chỉ cần giá trị của y thôi, không cần giá trị của x. Cho x là dạng mặc định. Thì mình sẽ vẽ cái y thôi. Dù vậy. Đó. Này là giá trị y đó, ba tám một mười. X là giá trị nguyên tử nó hoạt định. À, chúng ta có thể đổi thì kiểu này cũng được, hoặc là gài cố định giá trị của nó cũng được. À, 3 đúng rồi, 3 rồi đúng rồi đó. Hoặc chúng ta có thể chơi theo cái kiểu là bây giờ x thay vì là cái này thì mình sẽ chuyển nó thành cái dạng là một cái chữ số nè, à, một cái ký tự thôi chứ nó không phải là số nữa. Như vậy.
đó các bạn ha. Tức là 1, 2, 3 và 4, 4 cái. Các bạn có thể đặt tên nó là cái gì đó khác đó. Lion. Tiger. Hả? Nhà hàng gì? Đó. Thì nó cũng mặc định cho chúng ta luôn cái giá trị dưới này luôn. Rồi thì đó là cách chỉ biểu đồ hết sức cơ bản dành cho các bạn mới. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha.